thấy không? Nó có mấy câu giận bỏ đi, bỏ nguyên tô, uổng quá. Hay anh ăn đi, ăn sáng luôn. Sáng rồi. À, vậy hả? Anh đi kinh. Dạ. Chị, chị, đứng đây nè. Bữa nay á, ba má anh Thái Anh không có nhà, giao nhà cho em giữ. Tại vì á, ba má anh Thái Anh nói là đi họp cái gì mà bạn cũ 30 năm gì đó. Cho nên á, thì chưa qua đi, em nấu bún riêu ốc cho anh. Vậy? Bún riêu ốc? Ừ. Hiểu rồi ha, em với Hải Anh ăn ốc rồi ai đủ vợ. Chị này, vợ hoài à. Không lẽ Trâm ăn ốc, bắt hai anh đủ vợ. Lẽ nào? Làm gì hết hồn vậy? Trời ơi, thiệt tình á. Chú gì? Đi đâu vậy? Được, tao lên ủy ban con hợp. Con tới nhà chú Kiếm với chú đâu hết trơn rồi. Còn tao lên ủy ban mà tới nhà Kiếm sao có tao? Thì bởi vậy, còn ông Kiếm ở nhà chú không thấy chú. Nhưng mà không phải là vấn đề. Ủa là sao? Cái vấn đề ở đây là cái bếp chú nó nguội lạnh quá rồi. Chỗ tình thiệt con hỏi thiệt chú nha. Chú nhìn chú có thấy gì không? Có thấy mày không chứ thấy vậy? Chú nhìn xa hơn. Nhìn xa hơn đi. Chú có thấy ông Hải Anh không giống chú không? Cái mày nói chuyện lãng làm như hôm nay mày uống lộn thuốc á. Con tao không giống tao giống ai. Nội nào mày thấy cái tướng nó phong độ đẹp trai á là 100% là giống tao rồi đó. Trời ơi sao giống chú được, chú nhìn thử đi. Ông Hải Anh á là tóc đen. Thấy không? Mà tóc ông dày. Còn chú tóc bạc mà tóc ít nữa. Giống là giống cái chỗ nào? Tao lớn tuổi, tóc tao phải bạc, rồi nó phải rụng. Còn sao sánh được với nó? Không phải, con nói chú nghe, chú phải bình tâm lại, chú nhìn chú kỹ cái vấn đề. Ông Hải Anh á, thì ông có giống dì Hạnh đôi nét, đúng không? Ừ. Có vài nét giống dì Hạnh. Còn bao nhiêu nét kia đó là... Không hề giống chú. Không hề giống chú là nét nào hết trơn, trời. Cái vấn đề nó không có gì đâu, chú đừng suy nghĩ nhiều, chú hiểu không? Nhưng mà cái người vợ đó chú, cái người vợ là cần phải đảm đang. Nhưng mà người ta thay đổi một cái... đau lắm chú ơi. Mà con chỉ nói như vậy thôi, chú đừng có suy nghĩ nhiều. Chú suy nghĩ nhiều rồi kẻo chú tóc bạc. Không, tóc rụng hết luôn á. Con nói tình thiệt vậy nha chú nha. Thôi lại đi. Con hãy tập trung tinh thần trả lời câu hỏi của ta nhé. Dạ. Câu A, khi hai đứa giận nhau, đứa nào là người làm quen trước? Dạ con. Vợ sợ. Câu B, Hải Anh không thích con ăn mặc lòe lẹt, con có nghe lời nó hay không? Dạ. Nếu như anh Hải Anh không thích thì chắc chắn con sẽ không mặc. Vợ sợ. Ủa bác, bác đang làm bản chất nghiệm tiền hôn nhân cho con với anh Hải Anh hả? Con hỏi là cái gì? Bí mật. Không tin đâu. Giống mình lắm. Ngoại hình đẹp trai, nội cái phần này thôi là giống mình 100% rồi. Minh, tôi đi chợ mới về. Ừ. À, con nè, mẹ có mua cho con chai dầu tinh chất xả nè. Ơi, con cảm ơn mẹ nha. Ừ. Không biết sao từ nhỏ tới lớn á, con thích xài mỗi cái dầu gội tinh chất xả này. Mẹ biết mà. Mà mẹ mua về chai nào á, gọi mới có vài bữa là bốc hơi à. À, con xin phép lên phòng nha. Con cái gì vậy? Dầu gội tinh chất xả. Sao không công bằng? Thằng con trai lớn, tôi trai nhỏ xíu à. Tóc ông còn có một nhúm mà. Tóc nó nhiều, xài bao nhiêu đây đủ rồi. Đúng rồi, thích tinh chất dầu xả giống nhau. Gì?
Nhìn gì? Nhìn nén gì? Gì? Đây. Mở ra. Mở gì? Mở. Đây là quyền riêng tư, không ai được xâm phạm hết. Mừng. Dạ, con chào bác. Chào con. Dạ, chào chị Hạnh. Con đây nói chuyện với bác gái đây nha. Bác đi làm chuyện bí mật của bác. Ủa? Tin dầu xả. Tin dầu xả. Ủa, có chuyện gì vậy chị Hạnh? Chị Hạnh. Khổ quá. Sao vậy? Bác trai sinh tật rồi. Lúc này á, cái chuyện gì cũng lén lén lúc lúc ghi trong sổ đó. Dì biết rồi. Sao vậy? Ổng có vợ bé á. Rồi ổng sắp đặt để mình có đụng nhau đó. Trời ơi, không có đâu. Có phải là cuốn sổ lúc nào bác cũng cầm trên tay ghi ghi chép 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 đúng không? Không cho bác coi. Trời ơi, con biết cuốn sổ đó. Con được coi à? Không, cái đó là bác lúc nào cũng làm trắc nghiệm hết trơn. Tại vì hôm bữa bác lên phòng con nè, bác trắc nghiệm tiền hôn nhân của con. Tiền hôn nhân? Dạ. Không hiểu cho lắm. Là bác hay bác hỏi con những cái câu hỏi, xong rồi bác clip vô cái sổ đó. Mà bác hỏi những cái câu hỏi gì là toàn là giống như là ai sợ ai, ai sợ ai không vậy á? À, nếu như vậy á là trắc nghiệm ai sợ ai, chứ không phải là tiền hôn nhân đâu. Ủa? Mà nếu là trắc nghiệm ai sợ ai á, thì đâu cần phải trắc nghiệm. Là bởi vì ở trong căn nhà này là phải biết ai sợ ai rồi bà. Ủa, kỳ quá à. Ủa bà, thưa con trai, con đi đâu mà ăn mặc tươm tất quá vậy? Dạ, tí nữa con với Trâm ra ngoài hầm Thủ Thiêm ăn mực khô hóng gió sông Sài Gòn ba. Giống tôi dữ vậy ta? Hồi xưa tôi cũng khoái hóng gió sông. Nửa đêm tôi rủ bả ra bờ sông hóng gió. Hóng xong tôi trúng gió luôn. Dạ. Dạ con chào bác. Em xong rồi nè, đi. Trời ơi, bữa nay chảy keo cứng ngắc luôn, ghê thiệt. Ngoài đó gió lớn, anh sợ. Anh sợ em lạnh đúng không? Yên tâm, em có mang theo áo khoác nè. Không, gió lớn á, anh sợ làm hư nếp tóc của anh. Hả? Dạ, dạ thưa bác con đi. Con đi luôn ba. Trời ơi, nó thương mái tóc của nó. Cũng giống như tôi thương mái tóc của tôi. Sợ gió thổi bay mái tóc. Cái tướng nó đi kìa, giống tôi luôn. Vậy là con của mình, chắc chắn là con của mình chứ không phải con của ai hết. Con của mình chứ con của ai? Thì ra bấy lâu nay mình âm thầm theo dõi anh Hải Anh đúng không? Ủa bà ăn nói tầm xàm cái gì vậy? Tôi nói tầm xàm hả? Mình coi nè, mình quá đáng lắm rồi. Mình kiểm tra thằng Hải Anh với mình coi cái mức độ giống nhau như thế nào. Mình có biết á, mình làm như vậy mình làm tổn thương tôi, mình có biết không? Tôi điều tra đó. Nhưng mà nhớ là tôi là chủ hộ khẩu gia đình này. Tôi muốn làm gì tôi làm. Nhờ tôi điều tra tôi mới biết là nó giống tôi tới 99%. Ông nghe gì tôi vậy đó? Khi quân phạm thượng mà dám xịt nước vô mặt chồng bà, tôn ti trật tự gia đình này để đâu? Bà mang bầu nó thì bà biết nó là con của ai. Còn tôi đâu mang bầu đâu. Tôi phải điều tra chứ. Nói chuyện với bà mệt. Chị hết thổi ông rồi. Má, có chuyện gì vậy má? Đâu có gì đâu con. Tụi con đi hóng gió hầm Thủ Thiêm. Sao số tôi khổ quá vậy nè? Bà thôi không có khổ, đừng chút nữa anh mua cho ăn. Tại tụi con đi hầm Thủ Thiêm á, tụi con hóng gió, tụi con ăn khô mực nướng á. Má con thèm, má con thèm, má con buồn, má con khóc. Để chút anh nướng khô mực cho em ăn. Dạ, từ từ con đi, mà tại vì con bỏ quên cái áo khác nên con phải quay về lấy. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy đi chơi tụi con ở nhà má con. Đừng có đụng tôi nữa. Đừng có diễn kịch nữa. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi với ông ly vậy. Đừng có giỡn, có tụi nhỏ đừng có giỡn. Ba, đừng có giỡn. Chuyện gì nữa vậy ba? Con má còn nhõng nhẽo với ba. Cứ đi chơi đi, chuyện này để ba lo. Ba ơi, con mệt mỏi lắm rồi, đủ rồi ba ơi. Hả? Em nhìn đi. Đây là toàn bộ sự thật về gia đình của anh. Nó không đẹp như mọi người nghĩ đâu. Tính ba anh gia trưởng, lúc nào cũng ăn hiếp mẹ anh, ức hiếp mẹ anh, lúc nào cũng vậy. Chứ không như mọi người nghĩ,
gia đình viên mãn hạnh phúc, chồng thương vợ, vợ thương chồng. Chính vì lý do đó mà anh hoãn hôn với em cả chục lần. Anh sợ bản thân mình có cái tính di truyền từ ba ăn hiếp vợ. Hai anh, em muốn lập gia đình với anh là tại vì em yêu anh và em rất là quý mến hai bác. Nếu như anh sợ cái tính di truyền của ba anh thì anh đừng có sợ, mà hãy sợ cái tính di truyền của má em. Má em có tính ăn hiếp chồng rất là lớn, cho nên là em rất sợ sau này em với anh cũng giống như ba má em vậy. Bởi vậy nếu anh thừa hưởng được sự di truyền của ba anh thì em rất là mừng. Em mừng lắm đó Hải Anh, em mừng lắm đó. Bởi vậy mình lấy nhau đi, mình kết hôn đi. Không sao hết, không sao hết nha Hải Anh, không sao hết nhá. Yeah.